Tại là anh Hùng, anh ấy ở Tự Cường, Yên Lãng, Hải Phòng. Yên Lãng, Hải Phòng anh hẹn là 6 giờ nhưng mà đội kỹ thuật JICA đã đến sớm trước và đợi anh ý đi làm về. Anh lấy bộ combo Shoot Leader 12 đôi loa G4000. Đấy, loa gấp nghìn cả con đẩy X7 cả Mitsu. Anh hẹn 6 giờ nhưng mà anh ấy xin về sớm một trước mấy phút để anh về anh ấy đưa kỹ thuật JICA vào nhà để anh lắp. Đây là anh Cường, các bác theo dõi này. Các bác theo dõi tiếp của đội kỹ thuật JICA lắp cho nhà anh Cường. Các bác thấy nhá. Hiện tại đội kỹ thuật JICA đã lắp cho nhà anh Hùng Tết là lúc gác lại bộn bề năm ở để đón Tự chào Cường, năm mới. Tiên Lãng, Hải Phòng, xong một bộ combo gồm đôi loa giờ 4000 cắt bụi cuộc đời một một. Theo các bác, cái giờ 4000 là gì? Rất sang trọng. Cái đầu tiên của nó là bạc đồng. X7 này nó rất là hiện đại, có bằng vân nó tương đương bằng vân D50X nhá. Mỗi cái sản phẩm đó nó sẽ khác nhau rất nhiều, nó cũng có input này, bluetooth này, USB này, đấy, cổng USB này. Các bác bấm sang các cái hệ chuyển kênh. Đấy, sản phẩm các bác xem đây, có lấy tờ 12. Tiếng trống bát này rất rõ luôn. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có. Không vinh đẹp thân thù. Đây anh Hùng anh ý là test luôn karaoke. Sẽ vui hoa. Anh ý lắp cái bộ G4000 này rất hợp lý trong không gian của nhà anh Hùng. Và xem là anh không cảm thấy thế nào cái bộ combo này khi anh theo dõi bên JICA, anh mua bộ combo này nó hợp với công căn phòng của anh. Đội kỹ thuật đã lắp cho anh gái ưng ý không anh? Vâng, em rất ưng ý này. Chúc gia đình sang năm mới là mạnh khỏe, luôn đồng hành cùng JICA anh nhé. Yeah.